Bà con ơi, đậu xanh bà con ta biết hết rồi phải không bà con? Đậu xanh nó tốt là nó tốt vô cùng, nó tốt vô cùng cho sức khỏe nha bà con. Nhưng mà không phải ai thấy tốt cũng ăn được, ai thấy tốt cũng sử dụng được nha bà con. Có một số người và số bệnh thế này thì vui lòng không sử dụng, không dùng đậu xanh để nó tốt cho sức khỏe của mình. Những người không dùng đậu xanh, không ăn đậu xanh, không uống nước đậu xanh, đó là người có chân tay lạnh, tiêu chảy, tiêu hóa kém, trướng bụng, bụng bụng mà đau bụng, bệnh phụ khoa của phụ nữ, đang thời kỳ kinh nguyệt, và người trên 65 tuổi và dưới 12 tuổi, vui lòng đừng dùng đậu xanh, đừng ăn đậu xanh, nó tốt cho sức khỏe của mình nha bà con. Bà con ơi, như vậy thì còn ra đậu xanh nó tốt vô cùng nha. Còn nhớ là những người dị ứng, ngứa ngáy, đang uống thuốc cũng không sử dụng đậu xanh, không sử dụng đậu xanh. Còn ra là ăn thì nó tốt vô cùng nha bà con. Nhưng ăn không quá 3 lần, mỗi lần nửa chén, mỗi lần nửa chén. 6 tuổi trở lên không ăn, ung thư dưỡng chất, giảm cân, nó tốt cho tiếp tục là đường huyết, hàng tiếng, bà bầu, đẹp da, xương khớp, mắt giải rượu, kinh nguyệt lâu dài. Nhưng mà ăn 3 lần một tuần, một lần ăn là nửa chén bà con nha. Bà con ơi, cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Kênh chúng tôi là kênh Đời Sống và Sức Khỏe, ngày nào cũng có 4 video ra liên tục, ngày nào cũng có 4 video bà con thấy được. Vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con thấy được, vui lòng chia sẻ cho người người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Và đăng ký kênh, đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi và chia sẻ ủng hộ chúng tôi. Chân thành cảm ơn nhiều.